Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Mập mạp nhưng mạnh mẽ. 12 thí sinh của bước nhảy ngàn cân sẽ đột sắc cùng cuộc chiến giảm cân bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt và nhảy múa cùng những vũ công tài năng. MC Hài Hước Trấn Thành cùng ban giám khảo John Huy Trần, Nam Vĩnh Hưng và giám khảo đặc biệt sẽ đồng hành cùng họ. Đón xem bước nhảy ngàn cân 21:15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Tuần trước, 9 thí sinh đã cháy hết mình với giai điệu ra đầy ngẫu hứng, dữ dội, bất ngờ và sâu lắng. Đó là những gì mà các thí sinh đã mang đến cho khán giả trong đêm thi. Một thí sinh lọt top nguy hiểm chính là Thái Sơn, thí sinh có điểm số thấp nhất, Ngân An, Thùy Trang và Ngọc Khánh là 3 người có chỉ số giảm cân thấp nhất tuần. Tuy nhiên, với bài thi xuất sắc, Ngọc Khánh đã sở hữu tấm vé vàng duy nhất cùng Thái Sơn bước tiếp vào vòng trong. Ngân An và Thùy Trang là 2 thí sinh phải dừng cuộc chơi. Đêm nay, top 7 bước nhảy ngàn cân sẽ mang đến những màn trình diễn đầy bất ngờ. Đón xem bước nhảy ngàn cân đêm thi thứ 7 ngay bây giờ. Hãy cùng chào đón 7 thí sinh tươi trẻ của bước nhảy ngàn cân. Hot girl với nụ cười tỏa nắng Tô Tố, soái ca tương lai Lộc Vương, nhà thiết kế quyến rũ Nga Nguyễn, cựu vận động viên judo Ngọc Khánh, cô giáo mạnh mẽ Mai Trang, nam thần dance world Thái Sơn, ca sĩ ngàn cân Xuân Lộc. Đó chính là 7 thí sinh tươi trẻ của chương trình bước nhảy ngàn cân mùa 2. Quý vị đang theo dõi chương trình bước nhảy ngàn cân đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần trình diễn của 7 thí sinh mà phải nói là hôm nay họ đã khoác lên mình những cái bộ áo mới mà chưa bao giờ họ nghĩ là họ sẽ mặc vừa. Và rõ ràng là sau nhiều tuần thi, họ đã có những diện mạo mới, một thân hình mới và hiện nay họ đang tràn trề sức sống để có thể cùng chào đón quý vị và các bạn đến với một đêm nhảy thật tuyệt vời. Xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 7 gương mặt rất là dễ thương của chúng ta thưa quý vị. Và chương trình tuần này sẽ có những phần thử thách đặc biệt dành cho các bạn thí sinh mà tôi nghĩ là chưa bao giờ các bạn ấy nghĩ là các bạn có thể vượt qua được những cái khó khăn này. Bởi vì thử thách của tuần lễ này là luyện tập tại thao trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn sẽ phải vượt qua tất cả thử thách trên thao trường. Chúc tất cả các bạn thành công. Đã là thao trường thì rất là cực khổ và rất là nặng nhọc. Khi mà nghe thì mình đã rất là sợ. Đây là một trong những trải nghiệm rất là mới lạ và đặc biệt. Cái môi trường đó rất là khắc nghiệt và rất là khó khăn. Mình vừa đu lên mình không thể kéo cái thân mình lên nữa. Cảm giác là hai cái bắp tay của mình là buồn rủn hết cả ra luôn. Thấy là muốn mặc ngửa và nằm luôn rồi. Hai bàn tay của mình trà xước và rất là đau. Trời ơi, làm sao mà chưa qua được, quá trời chấm gai. Cái người mình cái bề dày, mình rất là dày, mà chấm gai thì nó rất là thấp. Cho 3 phút mà để làm hết tất cả địa hình thì không thể. Cảm giác là không thở nổi, mặt mũi là tối sầm hết ở lại. Mình gần như là không còn đủ sức để có thể mở cái chân. Nó đòi hỏi một cái sự dẻo dai, khéo léo.
cái thử thách lấy nước mắt của mình, đó là đu dây tử thần, kêu mình dính vào đẩy xuống luôn và mình ở trạng thái rơi tự do. Tự nhiên mình rớt xuống một cái tấm mà mình bị hoảng quá, khóc như em bé mới sinh. Thử thách ngày hôm nay mình cảm thấy vô cùng ý nghĩa, được học được những kỹ năng rất là mới, rất là bổ ích. Rất biết ơn chương trình đã giúp mình hoàn thiện được những cái mà trước giờ chưa bao giờ mình nghĩ là mình làm được. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt của các bạn. Và rõ ràng đó là những giọt mồ hôi của sự phấn đấu, của sự vượt qua chính bản thân mình. Chưa bao giờ tôi thấy là các bạn thí sinh lại có quyết tâm nhiều như trong lúc này, bởi vì các bạn ấy đã gần đi đến những chặng đường cuối của bước nhảy ngàn cân năm nay. Trong chương trình đêm nay, chúng ta sẽ chào đón một chủ đề mới với phần Social Dance. Còn ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng hướng về quả cầu long lanh ở đằng kia để chúng ta cùng chào đón ban giám khảo. John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, bình thường là chúng ta sẽ có 3 giám khảo. Và dĩ nhiên giám khảo khách mời đa số toàn người đẹp thôi. Nào là nam thần Nhu Phước Thịnh, nào là các hoa hậu, các người đẹp bốc lửa như Lý Nhã Kỳ, Phạm Hương, Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà. Còn ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ chưa bao giờ có một nhan sắc nào động trời tới như vậy. Chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc bất biến theo thời gian, vượt không gian, vượt thời gian, vượt sông, vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt tất cả để đến đây. Một siêu người mẫu, cao 1m85, chân dài tới nách. Mời quý vị cùng gặp gỡ. Mới mà giới thiệu người mẫu hoa hậu mà ra chị chùi dữ vậy chị? Dạ, à. Em là hoa hậu Thương Thiện. À, chị dạ. Tên gì? Hương. Tên là Hương hả? Phạm Hương thì đẹp rồi. Dạ. Còn em là cái gì Hương? Anh muốn Phạm gì cũng được hết trơn á, để có chữ Hương. À, em là Phạm Lỗi hả? Không, em có lỗi gì đâu, Phạm. Sao ra chà dữ vậy? Tại vì em định vô đêm thi á, nhưng mà tại vì ban tổ chức thấy em Thương Thiện dễ thương quá. Và thông báo là có hai cái anh giám khảo đó, ảnh hơi chặt chém thí sinh. Cho em mời em lên để em thân thiện bớt, em kéo lại. Các bạn thấy như thế nào về siêu mẫu này ạ? Quá tuyệt vời. Hưng cũng nói cho Hưng nghe. Sao tự nhiên giờ tập hết vậy ta? Anh sẽ rất là vui khi mà có Hưng ngồi đây đêm nay. Tao hơi hay xa hay. Hey, hey, nói hey, Hương, Hương hey, kêu kìa. Bài vừa rồi của em rất là thú vị, rất là hay. Tôi nhìn thấy rằng là cái nó chỉ nghiêng về phần biểu diễn thôi. Yeah. Chứ còn nhảy nhót chả ra cái gì cả. Sao mới vô dập dữ vậy trời. Vô dập liền. Cho em về để em có cơ hội dập lại đúng không? Mày lại đi chứ. Dạ, em về, em mày một cặp tay cho dạ. Giám khảo Việt Hương. Nha, em về mà em chặt. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta thấy là trong các tuần lễ thì hầu như là hai giám khảo nam gọi là nắm chủ tình hình. Nên các người đẹp đến đây thường đa số là họ thùy mị, hiền diệu. Nhưng ngày hôm nay, người đẹp làng hài, vẹt hơn có mặt. Thì hy vọng là mới nãy bị chặt nữa chứ. Thì không biết là đêm nay Việt Hương sẽ có thể đứng dậy để mà chống đối lại hai anh không? Không biết tại sao đúng là cái hơn á, hôm nay Hương, Hân, Hy, ba chữ H ngồi đây. Cho nên là tôi sẽ nương theo chiều gió. Gió chiều nào Hương sẽ nương theo. Cản gió quá thì giờ nược chiều gió sẽ gãy cờ thôi đúng không? Và quan trọng là hai cây cờ kế bên tôi như thế nào. Bây giờ tùy coi làm sao là mình xử nha.
Vâng, xin một lần nữa chào đón giám khảo Việt Hương đến với chương trình Bước Dậy Ngàn Cân năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ có một tiết mục được giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần qua. Chúng tôi xin được mời giám khảo John Huy Trần và Đàm Vĩnh Hưng đưa ra quyết định của mình. Tuần trước là mình có xem nhiều bài jazz khác nhau. Lyrical jazz, afro jazz, jazz đương đại. Nhưng tuần trước nó có một bài duy nhất nó rất là đúng cái thể loại jazz, cổ điển jazz. Và bài đó là của Mai Trang và Minh Hiền. Xin được chúc mừng cho Mai Trang. Và quý vị nào đã bình chọn cho Mai Trang thì chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên ra một số thuê bao để chúc mừng quý vị nhận được giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình. Và thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay là social dance. Như vậy thì với góc độ chuyên môn thì anh John Huy có thể cho mọi người biết social dance nó là những cái bộ môn nhảy gồm những cái thể loại nào ạ? Cái từ social nó rất là social. Xã hội. Dạ. Là nói chuyện với nhau, gặp nhau, đi chơi với nhau. Và party dance, một cái gì đó rất là vui vẻ. Nó cũng có một cái kỹ thuật riêng. Mấy cái social dance này mình có thể có salsa nè, bachata, merengue, mấy cái thể loại như vậy. Mình cũng có mấy cái party dance là mấy cái thể loại vui vẻ. Disco. Nó cũng disco, đúng rồi. Popping nè, locking, whacking, nhiều thể loại như vậy. Có nghĩa là ngày hôm nay là chủ yếu là thoải mái và tạo ra không khí. Yes, máu lửa và vui vẻ. Còn chị Việt Hương, khi mà đến với chương trình, chị cảm thấy như thế nào về cái việc giảm cân? Có bao giờ chị phải khổ sở về cái điều này chưa? Có chứ. Vì trước tiên là cái này là thiệt tình. Cái này là thường là người châu Á mình rất thích ăn cơm. Nhưng mà cỡ khoảng 4-5 năm nay là Việt Hương giảm hẳn, không có ăn cơm. Có nghĩa là chị không ăn cơm? Dạ, nhiều. Hoàn toàn không ăn cơm. Nhưng mà chuyển qua bánh mì với lại xôi không rồi luôn. Đó. Tại vì thật sự ra mà nói cơm là một cái món ai nghe thì mình có vẻ là thấy có bình thường mà, nhưng mà thực ra thèm lắm. Nếu mà nói về ẩm thực ở đây thì chắc là Đàm Vĩnh Hưng là sành ăn nhất. Theo anh thì anh có cái chế độ ăn nào mà để cho mình cảm thấy là nếu như những lúc mà mình tăng cân mình sẽ ăn để đỡ ngán nhưng mà mình vẫn có thể giảm cân được không? Em đi thầy. Ủa, chị biết luôn hả? Dạ, cho em xin vạch mặt người kế bên. Vạch hả? Anh nói em là không có ăn bột á, cho nên Hưng biết hôm nay có mặt của mình. Hồi nãy mới tặng cho em vịt chè nước cốt dừa. Em ăn rồi. Bí quyết còn á. Nếu nói về sành ăn thì Hưng nghĩ là Trấn Thành phải là quán quân. Thật ra thì có những lúc Hưng cũng bị lên cân tập thể dục. Vậy có nghĩa là quan trọng nhất vẫn là tập thể dục. Tập thể dục, dạ. Và cái lượng ăn, đúng tại rồi. Vì hai người này tôi biết chắc là không bao giờ, có bao giờ mà sanh con hết. Hai người đã sanh con, bí quyết luôn. Việt Hương lên tới 24kg, cho nên là khi mà tập đó là nhờ cái ông huấn luyện viên nhà mình. Ông cho ăn ngày 6 bữa, một trái táo họ cũng tính một phần, mà một trái chuối cũng tính một phần luôn. Cho nên là 6 bữa ăn mà chỉ được tính như vậy thôi là xuống liền, mà họ tập rất là hay. Có chứ. Nghĩa là ăn thì ăn, làm sao mà cái lượng tập phải nhiều hơn cái lượng ăn. Cái đầu ra đúng nó phải ít hơn cái đầu vô thì mới ốm được. Dạ, đó là một cách. Còn Hưng ăn rau câu mà nó rau có... câu dạ yeah. Dạ yeah, hợp nó, lý nó không có bột nè, không có quá ngọt, không có nước dừa, rau câu trong thôi, vừa mát lại nó đầy nhanh, no nhanh nữa. Dạ, đó là cái Hưng lựa chọn, chẳng hạn như là rau câu bánh lăng nè, hay rau câu phô mai, rau câu dừa. Vâng, thưa quý vị, và như hứa hẹn thì chúng tôi ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một buổi social và party dance rất là tươi trẻ. Và xin cảm ơn những lời chia sẻ của ba vị giám khảo. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút, quý vị đừng chuyển kênh nhé. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, Thành sẽ được tóm tắt lại về thể lệ tính điểm của các bạn thí sinh là các bạn ấy sẽ biểu diễn, ban giám khảo sẽ cho điểm và cộng điểm trung bình với lại điểm mà các bạn giảm cân được sẽ ra tổng điểm của thí sinh. Và thí sinh nào có số điểm thấp nhất của tuần lễ này sẽ phải chia tay với chương trình. Quý vị và các bạn có thể tham gia cùng với chúng tôi qua việc dự đoán tiết mục biểu diễn nào sẽ được ban giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần. Chúng ta sẽ soạn tin nhắn với cú pháp là BN, khoảng cách, số thứ tự diễn của họ và gửi về cho tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Quý vị khán giả nào may mắn sẽ nhận được 10 triệu đồng của chương trình. Và bây giờ sẽ là tiết mục đầu tiên. Ở đây ba người không biết ai là cái người dễ say ạ? Anh Hưng. Anh Hưng, ảnh là người tủ lượng tốt mà. Uống với ảnh lần nào chưa biết tốt. Ảnh là chuyên gia tổ chức những cái party mà anh là tổ chức cho ba tới uống, mà tôi là người tới uống nè. Phải không? John anh có dễ say không? Dễ say lắm. Có bao giờ uống đâu. Ủa sao chị quy định hết cho người ta vậy hay vậy? Chị biết. Tại hôm nay ông tổ chức nè. Cái ông này phóng tới rồi cái mình vũ uống ly, cái ông say mất tiêu rồi, còn như mình uống hết trơn. Để coi coi làm tới đâu. Để coi có tới đâu nha. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một tủ lượng nhất định. Nhưng mà khi mà tủ lượng mình lên tới đỉnh điểm, người ta sẽ làm ra nhiều chuyện khó tin. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi xem câu chuyện của những người say trong tác phẩm này sẽ như thế nào. Chúng ta cùng chào đón thí sinh giảm cân tốt nhất tuần qua, Lộc Phượng.
tại thao trường, thử thách đu dây đứng là cái thử thách mà làm cho hai bàn tay của mình trà xước và rất là đau. Cái sợi dây và được thắt nốt từ thấp đến cao, khi mà mình thử bám vào đu lên thì cái chân của mình không thể nào đạp được trúng cái nút ở đấy và hầu như toàn bị trượt ra. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào tay và tay lại ma sát vào với cả sợi dây. Nghĩ lại thôi ở bàn tay của mình là vẫn run lên và cực kỳ là đau. Thử thách thứ năm đó là trong 1 phút 30 giây thôi, mình là phải bê hòm đạn, phải trải qua hàng loạt những cái chướng ngại vật ở trên đường. Cảm giác là không thở nổi, mặt mũi là tối sầm hết ở lại, chả còn tí hơi sức nào nữa. Hai tay, hai chân thì run lẩy bẩy, đứng còn chả vững nữa và khuỵ xuống. Cái bài tập này là một cái bài tập mà giúp mình là giảm được nhiều mỡ nhất. Hơn 1 tháng rồi là mình chưa được về nhà. Mình là cực kỳ là nhớ con cái. Lúc nào mình cũng nói chuyện với con và hứa với con một điều rằng hãy đợi là bố về là bố sẽ mua thật nhiều quà cho con và bố sẽ cho con đi chơi nhiều hơn để bù đắp lại cái khoảng thời gian mà bố là không được ở gần con. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. Every day I'm shuffling. Trời đất ơi, tôi nói y như là thằng lằn bám đu đủ vậy thiệt á. Đứng lên cưng, có sao không cưng? Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lộc Phượng và Ngọc Anh. Thưa quý vị, một tiết mục mở đầu rất là sôi động. Quý vị và các bạn nào mà cảm thấy họ sẽ được giám khảo bình chọn là tốt nhất tuần, chúng ta sẽ soạn tin nhắn BN khoảng cách 01 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn để bình chọn cho họ nhé. Mệt không? Có. Thở quá trời thở. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét. Đầu tiên xin mời anh John Huy Trần. Thì tuần đầu em thi một bài hip hop luôn đúng không? Tuần thứ 2 mới là tuần hip hop. Thì anh đang so sánh cái bài này với cái bài tuần 2. Tại lúc đó cái động tác của em, anh nhớ anh nói anh cần em mạnh hơn đúng không? Và hôm nay anh thấy em rõ ràng em mạnh hơn nhiều. Cơ thể của em nó rất là thay đổi. Mấy cái động tác nó sạch hơn, nó rõ hơn, nó chắc hơn nhá. Nhưng cái phần anh không thích nhá, cái nhân vật của em là một người say rượu đúng không? Mà say rượu mình có phải là một người say rượu, một người rất là già không ha, một người trẻ? À, dạ già. À, có không, thiệt không? Vì lúc nãy anh thấy em một như một ông già nhiều hơn một người say rượu. Cái cảm giác của anh là không biết thế nào, là anh thấy là ok, đây không phải là một người say, đây là một người già đau lưng đang nhảy. Ok, nhưng mà bây giờ em trả lời em là một người già thì ok, thì em làm tốt cái điều đó. Rồi sẽ dễ dãi vậy trời. Ban giám khảo tâm sinh lý đơn giản vậy đó hả? Nói cái tin liền vậy đó hả? Coi chừng tại mỗi tuần mấy cái bài, mấy cái kỹ thuật, cái khách Ngọc Anh và mấy bạn dancer sẽ dựng cho các thí sinh sẽ khó hơn. Và sau cái bưng bê hai đó, lúc qua cái vai và quay, thấy rõ ràng là sau đó bị bể. Mỗi tuần nó sẽ khó hơn, cái level sẽ cao hơn thì em phải tốt hơn. Hôm nay động tác của em, cơ thể của em tiến bộ thì tiến bộ tiếp theo nha. Xin cảm ơn giám khảo John. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Một cái mở màn thú vị, có những cái bưng bê và có những cái điểm nhấn rõ ràng, nhưng mà tìm một cái sự bùng thức bùng lên thì nó gần tới thôi. Do là cái bài tính chất bài này nó không có cái chỗ để làm như vậy, dùng một cái ao cuối cùng để làm cái động tác khóa để làm bùng thì là có một cái sự giải quyết thông minh. Nhưng mà anh cái mà làm cho người ta hồi hộp và nguy hiểm thú vị nhất là lúc mà Ngọc Anh đạp chân á,
rất là nguy hiểm, rất là dễ vào vào trong mặt mình. Tụi em đã tính toán và nó gần như là rất chính xác. Nói chung là một bài thi rất là thú vị, rất là xứng đáng. Xin cảm ơn anh Hưng. Mời chị Việt Hương. Nếu như tôi không biết Ngọc Anh thì tôi nghĩ là hai bạn là hai người diễn viên múa. Vượng, em có cái bíp nhạc tốt theo Ngọc Anh. Ngọc Anh không phải là một cái người mà dễ dàng đâu. Cô ta rất là đáng gờm, tôi rất là nể. Nhưng cái này là social, có nghĩa là một cuộc đối thoại. Tôi chưa thấy cái biểu cảm của em. Em cho tôi thấy được cái tăng động, nhưng mà em không cho tôi thấy cái say. Cái người diễn viên múa cái mặt rất là quan trọng mà cái mặt em chưa có. Chắc có lẽ là do đeo mắt kiến một phần. Cái thứ hai nữa là lo tập trung động tác, tại động tác khó nhiều quá, cho nên quên đi cái say. Em ơi, đi ly ly nữa. Hiểu không? Cái thái độ đó em chưa say kỳ. Có nhiều người khóc không anh? Có nhiều người xỉn lên đó là tự nhiên khóc hả? Có nhiều người xỉn lên cười, có nhiều người xỉn lên nói, tao nói quá nói đi. Có người nhiều xỉn là không nói câu nào trên mặt trầm buồn. Nhiều khi hồi nãy là xỉn tông trầm đó chị. Dạ, chị muốn được cái đối thoại. Và hôm nay chị rất là cảm ơn chương trình lại cho tôi vô đúng cái sở trường của tôi. Đó là khi nhảy chúng ta cần phải biểu diễn và cần cái gương mặt. Nhưng bíp nhạc nghe rất tốt. Kể cả sau chương trình này giảm cân được và nghe nhạc tốt, về nhảy với con gái, em chừng gái thích. Cảm ơn giám khảo Việt Hương ạ. Và quan trọng nè, chưa bao giờ có một cái tuần lễ nào mà tôi thấy là giám khảo mà làm cho giám khảo say mê đến như vậy nha. Anh Đàm Anh Hưng là chỉ nhìn mấy người đẹp và nhìn cười nhẹ một cái, rồi lắng nghe, rồi quay qua nhìn cười nhẹ một cái nữa. Bữa nay nhìn Việt Hương comment mà để tai nhỉ. Chứ điều muốn ăn tươi nuốt sống Việt Hương. Chứ em hỏi lý do tại sao mà say mê dữ vậy? Hưng rất là mê Việt Hương. Yeah. Sự thật, lâu lắm rồi mới gặp lại em ấy. Lại thấy em ấy rất là sôi nổi. Coi em ấy coi nhận định như thế nào. Đó là một cái style rất là riêng. Đúng là Việt Hương của mình thần tượng đây rồi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Thần tượng đây rồi, nó kìa hôn nữa. Sao tự nhiên y như ai gấp cục đá bỏ bụng nghe mát dạ dễ sợ ha. Thích dễ sợ luôn vậy đó. Nó kỳ kỳ vậy ta. Cuối năm các bạn đang đám cưới mình nha. Hân Hương. Các bạn thấy không? Bây giờ nhờ các bạn mà giám khảo hội say mê nhau, các bạn thấy không? Cái điệu nhảy các bạn phải sôi động như thế nào mà họ đến được với nhau luôn kìa. Khủng khiếp chưa? Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến phần cho điểm để xem là với cái điều khen ngợi và cũng như những góp ý của giám khảo thì các bạn sẽ được bao nhiêu điểm nhé. Xin mời anh John. 8 điểm. Xin mời anh Đàm Vinh Hương. 9 điểm. Và okay, giám khảo Việt Hương. Anh quyết định cho em đi. Trời ơi, tôi làm sao dám không được phá lệ. Điểm một vô vô làm đi. 9 điểm. Chúc mừng hai bạn. Và điểm trung bình từ giám khảo của hai bạn là 8,7. Bây giờ mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng cũ của bạn là 76,8kg. Cân nặng hiện tại là 73,8kg. Wow. Bạn xuống được đến 3 cân, tương đương với 3,9%. Tổng điểm 12,6. Chúc mừng bạn. Wow. Thật sự các bạn thấy là nếu mà nhìn bạn Lộc Vượng hiện nay đang đứng trên cái cân đó, không ai biết bạn ấy tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân hết. Thì thưa quý vị, ai cũng có những cái thuở ban đầu. Hãy nhìn lại chặng đường 7 tuần giảm cân của Lộc Phượng. Yeah, xuống đỏ à. Một phần mất tiêu. Trời ơi, 21kg. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu khi bạn đến với cuộc thi là 95kg. Và cân nặng hiện tại là 73,8kg. Và bạn đã giảm được tổng cộng 21,2kg. Thành xin chúc mừng Lộc Vượng, cố lên nhé. Đây là vóc dáng mới của bạn. Chúc mừng bạn. Xin hỏi chị Việt Hương là chị là một cái người có ngoại hình rất là nhỏ nhắn. Như vậy thì cái ngày chị đi học á, chị có hay bị ăn hiếp không? Chị giữ nhất trường, đâu có ai ăn hiếp chị đâu. Để chị được cái chị nhỏ con, nhưng bù là chờ cho chị cái miệng. Cái gì là mồm miệng đỡ chân tay đó. Chưa đụng nữa mình hét lên liền. Táp liền phải không chị? Mình phải cho mọi người biết là mình đang ở đó. Bạn trong trường là không dám ăn hiếp rồi. Dạ. Nhưng nếu chị gặp cướp thì chị giải quyết như thế nào? Vấn đề anh cướp cái gì? Tùy theo lứa tuổi. Em hiểu không? Có nhiều cái lứa tuổi chúng ta cần phải cướp để có một cái gì đó nó kích lại cái cuộc sống của mình. Nếu anh cướp tiền thì còn chống cự. Còn anh cướp sắc thì bảo tùy, là... Tùy theo cơ địa mỗi người và tùy theo lứa tuổi của mỗi năm. Đó. Cướp mà cướp theo cơ địa nữa hả? Đúng rồi, cướp là mình mới thấy coi là đẹp đẽ rồi thứ cướp. Thấy không? Xấu xí rồi cướp làm gì? Thưa quý vị,
dĩ nhiên là những gì chị Việt Hương nói là nếu mà gặp cướp thì chúng ta tùy vào trường hợp chúng ta giải quyết. Ngay bây giờ cũng sẽ có một trường hợp trên sân khấu mà họ sẽ giải quyết vấn đề khi gặp cướp. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của Tố Tố. Trước đây thì mình chưa bao giờ được tham gia vào những cái buổi tập huấn thao trường của những người lính hết. Mình thử hết xà đơn, đu dây, nhưng mà do là con gái mà lực tay còn yếu nữa nên là mình thất bại hoàn toàn. Tiếp theo là mình phải bò qua những cái kẽm gai đó, mình phải lết đi nữa, cái thân mình nặng á, mình đã bị kẹt ở mấy cái kẽm gai đó thì cũng bị xước nhẹ rồi cũng đau. Thử thách tiếp theo đó là thử thách K91. Thật sự không đơn giản chút nào hết. Mình là người thấp nhất ở nhà chung nên là cái chân mình là ngắn nhất ở nhà chung luôn. Mình leo lên không có được. Mà nhảy xuống là mình bị trùng dân liền luôn. Tại vì cái người của mình nặng á, toàn thân là yếu hết, chỗ nào cũng yếu hết. Thì tới khi mà chạy nước rút là coi như là đuối rồi, không thể chạy nổi, là chỉ có chạy bình thường thôi chứ không được gọi là chạy nước rút. Nội dung mà nhảy tuần này của mình đó là mình sẽ được hóa thân vào nhân vật Geisha và anh Lộc sẽ hóa thân vào nhân vật Ninja. Cái khó khăn lớn nhất của mình đó là mình chưa hề có kiến thức gì về Sansa cả. Nó có nhiều những cái động tác tay vặn vẹo và mình rất là khó để có thể mà bắt nhịp với anh Lộc. Theo mình thấy thì khi mà mình tập nhảy Sansa thì có thể đốt được mỡ trong cơ thể của mình, nên mình sẽ vừa tập nhảy vừa tập gym để có thể đốt được lượng mỡ nhiều trong cơ thể của mình. Thưa quý vị, trời ơi chị Hương thấy chưa, bởi vậy gặp cướp là đừng có nói để cướp làm cái gì, táp trước tính sau, sau đó mới rạc da phuyệt. Và cái chiêu cuối cùng là lấy thịt đè người đó em. Chết thôi chứ làm sao sống nổi, dễ sợ quá, mấy vàng ruột mà. Vâng thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đoán là tiết mục này sẽ được giám khảo bình chọn, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 02 gửi về 8369 với 3000 một tin nhắn quý vị nhé. Thưa quý vị, tôi phải nói là Đình Lộc là một trong những cái nam huấn luyện viên mà tôi nói là chịu khó nhất ẩm thí sinh. Ừ, đó, không có nhẹ một chút nào. Thứ ra là đây là một cái huấn luyện viên cực kỳ có tâm, tôi nói thật vậy luôn á. Chị Việt Hương, mời chị. Nói thật với em á là chị không ngờ là cái chiêu của em xuất sắc quá, lấy thịt đàn người. Bấy cái vàng lòng đó chỉ làm phá lấu ở bên quận 4 thôi, chứ không có làm gì nữa. Mà Đình Lộc là một trong những người mà tôi rất yêu quý, bởi vì anh ta rất là giỏi. Và tôi nghĩ là bưng với một cái số lượng mỡ nhiều đến như vậy. Em biết không, cái dòng mà cơm tắm sườn bị chả mà đẩy cái tóp mỡ lên trên đó em. Trời đất ơi, banh xác à. Cái gì vậy? Sự tự nhiên tôi qua tới cơm tắm rồi. Quan trọng là lúc mà khuôn mặt em hất cảnh ra, em nhìn trời ơi sexy vô cùng, em giống như làm cái bánh tét mà cắt cái gì vậy, hồi nãy cơm sườn bây giờ tới bánh tét, bánh tét có cái cục mỡ giữa đó, trời hiểu ơi không? Cắt cái mỡ tràn ra, cái mặt em kêu gợi mà tràn ra đó, cái độ sexy mà nó nhiều nó tràn đó, trời ơi chị nói Đình Lộc là chị có chết thôi em ơi. Riêng về cái phần biểu cảm là cái gương mặt của em cưng lắm, chịu
đêm khuya mà có đi cướp, thấy cái mặt em là bỏ cướp. Em ơi, được hết. Mà quan trọng là cái anh chàng này là em phải biết ơn ảnh. Hỏi anh có vợ chưa? Chưa có, mà có tương lai gì sáng sủa không? Chứ bưng bê tốt quá. Qua đã có chủ được cái số 7. Bà vợ qua biên đạo luôn kìa. Nói nghe nè, cái chiều cuối á, cái cười mà cái mà cái nạ cái ná bắn rồi thẹt cái giò nó, trời ơi chịu quá. Bữa nào hai mình tập cái này, bữa hai mình đám cưới là tập cái môn này. Cái gì vậy trời? Xuất sắc, xuất sắc. Và anh xã nói luôn đi anh xã. Thật ra thì xác nhận là bị mất điện, cầm nín luôn phải không? Công nhận em xuất sắc thiệt các Việt Hương ơi, em quá bản lĩnh luôn. Thôi đè nhau ra hung đi chứ giờ nói gì nữa, tao khổ ghê vậy thiệt á. Thôi cổ nói mà giống như là xem cái tiết mục này là 100 lần rồi đó. Tao mà nhận xét mà dễ sợ quá, chi tiết kinh khủng khiếp luôn. Xuất sắc, em xuất sắc thiệt. Bên áo đỏ nó tuột đường luôn. Tại vì tôi trong lòng của tôi á, tôi nghĩ anh Hưng là một cái người giống như là đa tài. Lần đầu tiên hai anh em mới ngồi chung, tự nhiên anh cho mình một cái cảm giác vậy mình thích lắm, vui lắm. Cái người nghệ sĩ mà tự nhiên có một cái người khen, một người khán giả bình thường khen một rồi mà ông một ông vua khen mình, trời ơi muốn lăn vô làm thiếp hết chứ. Rồi bây giờ nè, thật sự đây là một sự kết hợp rất là đặc biệt, là lần đầu tiên Hưng thấy cái salsa là được áp dụng trên một câu chuyện của câu chuyện châu Á. Lần đầu tiên mà salsa nó kết hợp với geisha. Đúng không? Geisha, ninja, salsa. Bình thường mình xem cái này mình cũng thấy nó không có gì liên quan với nhau. Không, liên quan nhất này, salsa nè, geisha, ninja và thiếu cái bánh pizza nữa là dính nè. Xương xa nữa, đó. Một sự kết hợp đặc biệt, rất là thú vị. Đó là cái mà người ta phải thắc mắc ở chú ý hoài để xem coi cái đôi này họ làm cái gì với trang phục như vậy và dòng nhạc như vậy. Một cái sự tính toán rất là thông minh để mà thu hút cái sự chú ý người khác. Những cái bước nhảy của Tố Tố không hề lu mờ, không hề bị thua kém tí nào cả, giống như một dancer chuyên nghiệp vậy. Xuất sắc. Đây là bài diễn của em chứ không phải bài thi. Anh chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Đây là một cái lời nhận xét rất là có cánh dành cho bạn đấy, coi như là bài biểu diễn luôn chứ không phải bài thi nữa. John có nghĩ vậy không? Có, nhưng cũng có một cái góp ý một tí xíu, vì anh rất thích cái bài này, rất thích. Và giống anh Hưng nói là chừng nào mình thấy geisha, ninja và salsa mình cũng thấy là hơi kỳ, nhưng mà cái sự sáng tạo của biên đạo Xuân Thảo và Lộc Đình Lộc trong cái bài này tụi em làm rất là hay. Thì bây giờ mình nói về cái cơ thể của em khác lắm luôn, rất rất khác nhá. Em có xương đây rồi nè. Đó, thấy được cái xương đây rồi. Em thấy em có mấy cái xương và mấy cái mới đúng không? Mấy cái mới là cái gì? Cái cơ thể đang thay đổi. Đây là một cái mới mình phải quen, vì em hay quen cái khách nhảy lúc em fat bự hơn. Đúng không? Thì hôm nay mấy cái động tác của em nó rất là nhanh, nó rất là chất, nhưng mà nó thiếu một chút xíu cái sự mạnh em có 4-5 tuần trước. Mọi thứ em có rồi. Bây giờ em có một cái mới, em có hai cái chân rất là đẹp như hai cây pháo đó. Hai cây pháo mà đẹp cái gì ông này thiệt. Không, trên cái bài này lúc trời bước ơi. Đi nó tiếng Anh thì mình nói firecrackers, boom 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 boom. Firecrackers là giống như là nhanh, mình như là pháo nổ. Đúng rồi. Thì nói đó là cái chân người ta nhanh như pháo, chứ cái giò mình như cái pháo hú hồn. Okay. Nhưng mà nói chung là cảm ơn John đã dành những cái lời chia sẻ cho em, và anh nghĩ là em sẽ rút được nhiều kinh nghiệm. Cũng như là những cái yêu cầu càng ngày càng khó khăn của giám khảo, đúng không ạ? Khi mình có thân hình nhỏ gọn hơn thì động tác phải chắc và dứt khoát hơn. Và chúng ta hãy xem điểm số họ dành cho nhau nhé. Xin mời giám khảo Việt Hương. 10. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 10. Và John Huy Trần. 9 điểm. Điểm trung bình của các bạn là 9,7. Mời các bạn về bàn cân. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần giảm cân của Tố Tố. Cân nặng cũ của bạn là 74,8kg. Cân nặng hiện tại là 72,2kg. Bạn giảm được 2,6kg, tương đương với 3,5%. Tổng điểm 13,2, chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, Tố Tố cũng đã có một chặng đường 7 tuần như các bạn khác. Và để có được một cái vóc dáng như ngày hôm nay, gần trở thành hot girl rồi. Chúng ta hãy xem lại 7 tuần đã trôi qua như thế nào nhé. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của bạn là 90kg và cân nặng hiện tại là 72,2kg. Bạn giảm được 17,8kg. Chúc mừng Tố Tố. Thưa quý vị, hai tiết mục vừa rồi là hai tiết mục đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Và sẽ còn 5 tiết mục khác đang chờ đợi quý vị và các bạn theo dõi. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút.
Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Và không biết là cái thời thuở ban đầu á, lúc mà mới bắt đầu yêu thì John hẹn hò có sớm không John? Lãng mạn có sớm không? Nói ra đi rồi tôi sẽ phân loại cho. Hẹn ở đâu? Ở nhà hàng. Ồ, vậy là lãng mạn rồi. Nhìn xuống view có dòng sông hay này nọ thì... hay là vô ba cái nhà hàng thịt nướng đồ? Không, thì đầu tiên thì John hay gọi nhà hàng và kêu nó gửi qua cái menu để mình xem. Sau mình đặt mấy cái món ăn trước thì lúc mình tới đó nó xếp cái bàn rồi nó có cái là có mấy cái Đối với tôi như vậy là lãng mạn đó. Còn chị Hương hồi xưa cái ngày đầu tiên hẹn hò như thế nào? Có, cũng hẹn ngoài bờ sông á, quán ốc bờ kè nhìn ra sông. Cái gì vậy? Ốc có ốc lề đường ngoài bờ kè nhìn ra sông. Lần đầu tiên đi chơi mà lễ ốc ăn hả trời? Sao kỳ vậy? Nó giỡn chứ, tức trong tình yêu ai gọi là từ sớm có luôn, tùy cảm nhận của mọi người, có người ta thấy vậy ta thấy đã. Không phải đâu Hương, bất kỳ ai yêu cũng sớm lắm mà không có nhìn ra. Không nhìn ra. Ai cũng có một cục sớm trong người mình hết trơn á, nó to hay nhỏ thôi. Đúng rồi. Và tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo câu chuyện, có những khi mình rất là sớm mà mình không bao giờ thấy sớm, chỉ cần người mình yêu nhất cảm nhận được rồi, còn người ngoài nhìn vô lúc nào cũng thấy ghê hết. Bất kỳ người nào cũng có những cái biểu hiện nó gọi là sớm cả. Dạ. Anh thì anh thích hẹn người yêu ở đâu ạ? Lần đầu tiên Hương không bao giờ quên được, Hương hẹn ở trong công viên. Nhưng mà hôm đó mưa quá không biết dậy đâu giờ, trốn vô cái ống cống người ta đang xây đó. Hết bự nè. Nó sẽ từ công viên mà nó xà xuống đường hầm luôn. Em hết hồn. Là cái ống cống đang xây đầy công viên này. Dạ. Chui vào đó nút mưa. Sao giống trong phim điện ảnh có vậy trời. Đó là sự thật. Ây dạ, lãng mạn quá. Thưa quý vị, đúng như anh Đàm Vĩnh Hưng nói, ai cũng sến cả khi yêu. Như vậy thì cuối cùng sến nó là gì? Sến là một tính từ diễn tả một cái gì đó nó trên mức quy định bình thường thì người ta gọi đó là sến. Giờ phố đêm nay thấy buồn lên mắt. Nghe có vẻ não nuột thì mình gọi nó là sến. Rồi trong tình yêu, yêu nhiều cái nói những câu chảy nước, người ta cũng gọi nó là sến. Mặc đồ nhiều hột quá trên đầu, người ta gọi nó là long lanh. Dạ. Dạ, dạ. Cái cảm xúc nó thái quá một tí thì người ta cho nó là sến. Và ngay bây giờ cũng sẽ là một câu chuyện rất sến, một câu chuyện tình hẹn hò. Và nam thần Thái Sơn sẽ mang đến cho chúng ta cuộc hẹn hò đó. Lần đầu tiên mình được tham gia tập luyện trong một môi trường quân đội. Các bài tập ở đây nó đều rất là khó, nó liên quan đến xà rất là nhiều. Những cái động tác như kiểu là kéo xà đơn hoặc là đu dây của mình đều không làm được tốt. Tham gia thử thách vượt chướng ngại vật K91, nó là một tổ hợp các chuỗi vật cản liên hoàn. Mình chạy hết hơi, hết sức rồi. Vừa phải lên cao, vừa phải nhảy xuống. Từ độ cao nó chênh rất là cao, là cái đầu gối của bạn bị trùng xuống. Thì đến lúc chạy nước rút cuối cùng của mình gần như là không còn đủ sức để có thể nhấc nổi cái chân chạy nhanh hết sức được nữa. Sau một thời gian giảm cả nước và lớp mỡ lỏng thì bây giờ đến lớp mỡ già, nó là lớp mỡ khó nhất với mình. Phương pháp tập cũ của mình hiện nay nó đã bị chai sạn với cơ thể mình rồi. Phải cố gắng làm sao tìm được cách giảm cân phù hợp nhất đối với bản thân mình. Từ 2,8 cho đến 3 cân mới có thể nhẹ nhàng hơn và những động tác bưng bê trong bài nhảy mới có thể làm được tốt hơn được. Oh,
romantic, so sexy, and so touching. Thank you. Trời đất ơi, dễ sợ thiệt. Hai bạn coi như là ngày hôm nay là tôi cảm thấy là yêu nhau thật ấy. Rồi nhìn nhau đắm đuối như trái chuối. Trời thiệt. Bữa nay bận bộ đồ, mất tiêu cái bụng. À, đây, mất tiêu cái bụng. Đẹp trai không quý vị? Một con người hoàn toàn mới, quá xuất sắc. Dạ thưa quý vị, nếu như quý vị cảm thấy tiết mục này sẽ được giám khảo bình chọn nhất tuần, soạn ngay tin nhắn BN khoảng cách 03 gửi về 8369, 3.000 đồng một tin nhắn thưa quý vị. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh đứng dậy luôn, vỗ tay cho hai bạn. Ê ơi, tôi ước gì cái bảng điểm này nó có số điểm 20 để tặng cho các bạn đấy. Thiệt, quá là hay. Ngay phút đầu tiên tôi kết thúc, không một khoảnh khắc nào người ta rời mắt được hai bạn. Không một khoảnh khắc nào mà nó không gọi là đẹp cả. Phạm Lịch ơi, em phải được gọi là siêu giỏi, chứ không phải giỏi thường nữa. Em dựng một cái bài như vậy, tự làm khó mình, làm khó thí sinh. Sơn, tới giờ phút này anh khẳng định em là một trong những đối thủ rất là đáng ngại của tất cả các thí sinh khác. Tại vì em đã bắt đầu làm được tất cả mọi thứ, chứ không phải là chỉ dance sport. Cái vòng xoay đó như kim đồng hồ, lần đầu tiên trong đời em mới nhìn thấy một cái bước xoay nó khó khăn mà nó chơi bạo tới mức độ vậy. Anh có thể cho em tham lam em xin lại một lần không anh? Thôi. Em định slow motion cái đoạn đó. Trời ơi, chết á. Thôi, chỉ một lần. Cái gì một lần cho thèm thuồng chơi phải không? Cho thèm chơi. Thật ra thì nè, những cái nhanh và chậm nó bỏ đầy đủ cái sự lãng mạn khi mà nhạc chậm, mà khi em chuyển nhạc nhanh nó không hề có một cái gì vội vã cả. Nó kéo theo tất cả những sự lãng mạn của cái động tác chậm với nhịp chậm trước đó dàn trải đều. Nói chung là rất rất là tuyệt vời cái bài thi này. Xin cảm ơn anh Hưng. Mời John. Nín thở luôn. Lúc tụi em nhảy đó, nín thở luôn. Anh đang xem hơn mấy cái kỹ thuật và mấy cái bung bê. Anh thích mấy cái điểm nhấn nhỏ xíu trong cái bài này. Cái điểm nhấn như lúc Sơn nhìn Lịch nè, nhìn nhau như này. Xong em cũng diễn mặt em nhìn và em... Anh cũng thấy cái sự thèm. Và lúc em vuốt cái mặt cô em trên cái vai của Lịch đó, xong tụi em cầm cái hông của nhau và điều khiển cái hông. Mấy cái động tác nhỏ xíu như vậy, nhưng mà cái đó làm cho mình thấy thực sự là y chang như hai người yêu. Rất là lãng mạn, nó làm cho anh nín thở và anh cũng wow, just wow. Yeah. Có này nữa, trong một bài người ta chọn một cái điểm bùng nổ thôi là đủ ghi điểm ha. Yeah, ở đây yeah. Có quá nhiều điểm. Just... Nhưng mà mọi thứ có một cái effect rất là thật. Đúng rồi, quan trọng đó là cảm yeah. xúc thật của hai bạn. Không biết sao cái vụ này có câu chuyện gì xảy ra không? Mà sao nhìn nó đắm đuối vậy ta? Khi tập luyện rồi có nảy sinh ra một số vấn đề nhỏ nhỏ không? Thực ra thì khi tập luyện có sự cố ngã thôi. Còn về phần diễn thì em phải cảm ơn chị Lịch rất là nhiều. Kêu chị Lịch là ngại ạ. Khoảng lớn hơn nhiêu tuổi cưng? Dạ một tuổi ạ. Trời, tuổi nhầm nhò gì thôi. Đúng không chị Việt Hương thấy sao? Bởi đây là hai người đàn ông. Tại sao mà họ thấy đã, họ thấy feel, họ thấy cưng, họ thấy vuốt, họ thích là tại vì tất cả những gì đã nhất, sexy nhất, cuốn hút nhất nó nằm ở chỗ Phạm Lịch. Ây chà, mà cái người đi thi lại là Thái Sơn. Diễn cũng như múa, chúng ta phải giao lưu, mà tôi nói múa nó còn hơn diễn nữa. Tại vì diễn không được thôi chật, mai làm lợi vô lây lộn. Nhưng mà múa chật là lên đường. Khi tôi coi tiết mục này, tôi định nhào lên, tôi ôm Phạm Lịch. Bạn đẹp vô cùng, động tác khó, bạn xuống nhẹ như con bồ câu mà nó đáp. Khi lật bạn để hai cái tay xuống, tôi thoát hết cả ruột. Nói thật với em là cô giáo của em rất là giỏi. Vậy một lần nữa ngưỡng mộ em, chị Trinh cảm ơn em. Trên đời này là có một người đam mê yêu nghề mà giỏi, mà đẹp như em. Nhiêu tuổi rồi? Em 26 ạ. 26 tuổi, chưa có bồ, chưa có gia đình. Múa xuất sắc, đẹp, dễ thương, duyên dáng. Mọi liên hệ xin liên hệ Việt Hương. Gì vậy trời? Tự nhiên thành bà Mai bà mối luôn. Mê lắm. Mê hả chị? Mê lắm em ơi, những cái kỹ thuật này. Trời ơi, ở nhà chắc có đứa con gái hay là đứa em thì chắc quý thiệt. Đè bưng đi tắm hoài, bị tập ra mồ hôi bưng đi tắm liền. Vậy đó hả? Trời ơi, thương vậy. Lịch, em nghe chị Hương nói gì, em có cái xúc động gì không cưng? Thực sự là có vậy. Ít khi nào mà có thể một người nào mà không có thân thiết với mình mà có thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Thực sự là cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Cảm ơn em. Bé nó hiền lành, nó sợ quý vị, mặt hiền khô à. Ngoan vậy đó. Hừ, mà 26 năm chưa ai hốt. Mọi chi tiết xin liên hệ Việt Hương. Mà Việt Hương liên hệ thất bại, liên hệ Trấn Thành. Em là cũng là thân với Lịch lắm. Mọi cái lịch của Lịch em giữ. Dạ. Lịch diễn của Lịch em giữ luôn mà. Và cho tôi xin xíu xíu này nữa. Dạ. Nếu mà tôi có cho bạn 10 điểm, bạn chỉ được 9 thôi. Còn một điểm đó tôi tặng cho Lịch. Vậy đó hả? Dạ. Vậy à? Tôi cho 11 đi.
Không có. Bây giờ trước tiên là từ John nè. Mời John, số điểm của bạn là bao nhiêu? 10. Anh Đàm Vinh ơi, John khó gì mà còn cho 10, thì nghĩ sao mà không cho 10 được. 10. Nếu điều đó xảy ra, lịch làm tôi bị hốt hồn. Còn Sơn chưa có hốt hồn được tôi. Vậy à? Yeah. Hương là thấy khác. Tại Hương là người mới tới, không biết được những cái khó khăn, những cái mà bạn ấy phải vượt qua bản thân mình. Bạn ấy là một người chuyên về dance sport, là nhảy cái gì cũng ra, cái kiểu dance sport là nhảy kiểu nhảy đầm á, khiêu vũ thôi. Nhưng bạn ấy bắt đầu từng ngày từng vòng đã lột xác mình và thay đổi rất là nhiều, và nó rõ nét luôn, không bị một ảnh hưởng nào của dance sport. Cho nên là với cái bài vừa rồi, cái ánh nhìn một cái người chuyên môn giỏi như John mà còn phải nói wow, không tìm ra một cái điểm khiếm khuyết nào, thì dĩ nhiên mỗi người một cái cảm nhận riêng khác nhau, thì anh chỉ góp ý thêm để cho Hương cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm người khác tổn thương thế thôi. Thái Sơn thì không có ảnh hưởng giữa dance sport với ngày hôm nay, nhưng mà Hương thì rất ảnh hưởng bởi Hương. Vâng, cho nên là buộc lòng thôi, anh ấy nói vậy rồi, cãi anh ấy chi. Cãi gì được nữa. 10. Chúc mừng bạn. Lần đầu tiên mà tôi thấy giám khảo Đàm Vĩnh Hưng trong một vai trò như ông Bụt, hiền lành, khoan xin cô ấy. Hạ tay xuống, đẩy số 10 lên. Chị Việt Hương, chị dễ sợ lắm. Chị bước vào cuộc thi của chúng tôi lần đầu tiên mà chị cướp hồn của chị giám khảo chính, được gọi là khó khăn nhất của chúng tôi. Chị làm gì với linh hồn của anh ta? Chị cướp mất của nó, chị bóp nát, chị dò. Hả? Xin lỗi quý vị, tôi hơi nóng. Nhưng thưa quý vị, mối tình đó sẽ còn tiến triển. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Hiện nay bạn đang có điểm trung bình là 10 điểm từ giám khảo. Tuyệt đối luôn. Mời bạn phóng lên cân. Ôm nữa. Bởi vì người ta nói đúng thưa quý vị, yêu nhiều ốm mà ôm nhiều yếu. Cân nặng cũ là 86,4 và cân nặng hiện tại là 83 kg. Bạn xuống được 3 kg 4. Wow. Tương đương với 3,9%. Oh my god. Tổng điểm 13,9. Và hiện nay đang là số điểm cao nhất thưa quý vị. Hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay đẹp trai thấy có ngạnh luôn, cười mặt vi lai. Để có được cái mặt vi lai như thế này thì tuần lễ đầu tiên mặt bạn ấy cũng như cái vali. Nên tôi mời quý vị hãy xem hành trình chuyển thể của vali thành vi lai. Vâng thưa quý vị, một sự thay đổi ngoạn mục. Cân nặng cũ là 105,2 kg, cân nặng hiện tại là 83 kg. Bạn giảm được 22,2 kg. Một thân hình hoàn toàn mới. Tôi chúc cho bạn là chỉ còn vài tuần nữa bạn sẽ đẹp trai một cách lộng lẫy. Thưa quý vị, phải nói là chưa bao giờ tôi dẫn một chương trình nào mà tôi lại cảm thấy là tôi áp lực như chương trình này. Cái áp lực đó nó tăng dần theo các tuần. Lúc tôi mới bước vào tôi tự tin lắm. Tôi nghĩ tôi là người có thân hình ok nhất. Sau đó những áp lực rình rập tôi. Hiện nay các chàng trai như Lộc Vượng, Thái Sơn đã dần ốm xuống, trong khi chiều cao của tôi thì không thể dài hơn. Thì làm sao, lỡ một ngày nào đó ngay tuần cuối cùng tôi đứng kế bên, nhan sắc tôi chợt thui chột, chắc tôi sẽ buồn lắm. Em làm đi em đừng nhắc đến chiều cao nữa. À vậy hả, xin lỗi chị. Thưa quý vị, giám khảo Việt Hương đứng cũng như ngồi có một cái vị trí nhất định trong làng nghệ thuật, thành thử ra cái chiều cao của chị chúng ta không nên bàn. Đúng rồi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta mời quý vị tiếp tục theo dõi một câu chuyện tình yêu rất là lãng mạn, một cuộc tỏ tình không phải của hai người mà của hai con chim. Chúng ta mời quý vị và các bạn cùng dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Mai Trang. Cái thử thách đu dây cột xà ngang khó lắm luôn. Là con gái thì tất nhiên sức tay nó sẽ không bằng con trai rồi. Tuy thì có các anh huấn luyện viên đứng ở dưới đỡ giùm bọn mình cái chân, nhưng mà khi hít được một cái, hai cái thì cũng rất là khó khăn. Tới cái thử thách đeo lên cao bằng một sợi dây đứng như vậy thì khó lắm luôn. Tại vì dây thứ nhất không cố định, cái thứ hai nữa là những cái nút thắt nó rất nhỏ, và tay con gái nữa thì không thể nào mà có đủ sức để bám chặt vô cái dây thừng làm cho tay bị xước. Bước qua cái thử thách chui qua hàng rào, mình mới nhìn vô cái dàn hàng rào quá trời chấm gai, mặt mày xanh mét luôn á, cát, khó thở, mồ hôi chảy, sao mà thấy nó chua quá.
thử thách nữa là bưng một thùng lựu đạn, chân mình rủng hết rồi. Nó bị mỏi gì bạn phải lên cao xuống hút liên tục, gần như là thở kiểu như rất là khó khăn. Chạy về tới đích chỉ muốn nằm xuống thôi. Mồ hôi thì cứ đổ ròng, bức bối khó chịu. Nếu như mà tính dàn nữ thì mình có lẽ là khỏe thứ hai sau Nga. Mình cũng hơi bất ngờ về chuyện này vì từ lúc đầu chương trình tới giờ là thể lực của mình đứng nhất. À, mình đã bị sụt hạng rồi, lý do gì đâu. Cơ thể mình đó là cứng, khi mà mình tập nhảy trên đôi giày cao gót á thì mình cứng ngắc, làm cho biên đạo bạc nơ của mình phải tập đi tập lại. Từng này đủ thứ lo lắng trên đời, quá trời căng nặng, bài nhảy làm sao vượt qua đây cũng là một cái chuyện rất là đau đầu. Thưa quý vị, Mai Trang và Huỳnh Huy. Thưa quý vị, nếu như chúng ta thấy là bình thường Mai Trang sẽ xuất hiện với anh chàng đẹp trai Lãng Tử, đó là bạn Minh Hiền. Thì hôm nay là vì một lý do cá nhân nên Minh Hiền không thể tham gia chương trình với chúng ta được, nên cũng mời anh chàng đẹp trai không kém, cũng body rất là chuẩn, đó là Huỳnh Huy, đã đến đây hỗ trợ cho Mai Trang. Xin cho Huỳnh Huy một tràng pháo tay ạ. Hôm nay thì Mai Trang đã có một cái vóc dáng hoàn toàn mới, gầy hơn rất là nhiều và hôm nay cực kỳ lộng lẫy. Quý vị và các bạn, nếu như yêu thích tiết mục này và chúng ta dự đoán họ sẽ được giám khảo chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần, chúng ta sẽ nhắn BN khoảng cách 04 gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn để bình chọn cho họ. Xin mời John. Thì mỗi lần anh nghe về một thí sinh và partner không được thi với nhau đó vì vấn đề và mình phải kết hợp với một người mới, thực ra anh rất là lo lắng vì em không phải là một dancer chuyên nghiệp, một vũ công chuyên nghiệp, thì nếu mà em phải tập với một người mới thì nó, cái áp lực nó nhiều hơn, nó nặng hơn. Nhưng trong cái trường hợp này anh thấy nhảy với Huy giúp em rất nhiều trong cái bài này, vì bài này rất hay. Nhanh lắm luôn. À, Huy, em dựng bài này hả? Tại sao em dựng khó quá vậy? Là mấy cái bước đi đầu tiên, mấy cái bước chân đó, da 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 da, quay da 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 da, nhanh lắm, nhanh thiệt là nhanh. Anh nhớ mấy cái tuần trước anh cũng nói một cái bài của em là một cái bài nhanh nhất anh thấy trong bước nhảy ngàn cân, đúng không? Đây, bài này là hơn cái bài đó luôn. Rất nhanh, kỹ thuật rất cao, trang phục siêu đẹp. Lúc em quay đó mình thấy nguyên cái cơ thể của em khác luôn, gầy luôn, đẹp luôn. Mà em phải coi chừng nha, vì cái phần cuối anh thấy em bị hơi mệt một tí xíu. Nhưng mà you đọc đi. Dạ, you đọc đi. Everything you talk about it, anh viết là hết rồi. Thưa quý vị, có một sự trò chuyện em nói nhỏ rồi hả? Tôi có thể phỏng đoán được câu chuyện giám khảo Đàm Vĩnh Hưng chợt nói Johnny Trần để nói hết tất cả những gì anh ta định nói. Yes. Cũng như câu nói anh ta đã nói tôi nhiều tuần trước đó. Y chang nhau. Y chang nhau. Rồi, hai người về ở chung một nhà luôn đi. Bluetooth, thưa quý vị, một lần nữa Bluetooth lại được chuyển từ hai thông tin, hai bộ não tinh vi của hai giám khảo của chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ khỏi phát biểu. Yes, có một cái điều rất là lạ, tôi muốn như vậy đó. Copy luôn, pass cho nó nhanh luôn. Copy pass luôn anh, thiệt hả? Y chang, nè nè, tôi viết cái gì, bạn ấy nói hết luôn. Chọn nhạc khó ha, trang phục đẹp, động tác phức tạp. Đó, có một chút loạn choạng ở phía Mai Trang về giờ chót, y chang.
Dạ. Xem. Tôi tin chắc vẫn còn có người có cái để nói. Mời nhân vật áo đỏ. Nếu như bạn chọn đây là một cái loại chim thì lựa chọn của bạn hơi khó. Tại vì cái con chim Rio này là một trong những thứ giống chim rất là thông minh. Khi bạn chơi với nó, bạn đùa giỡn với nó mà lỡ bạn tán nó một cái, lát nó quay lại nó trả thù. Tại vì tôi với Trấn Thành vô tình đã đánh chung một bộ phim mà tôi phải sống với cái con chim đó rất là lâu. Khi tôi diễn với bạn đó, tôi có tán bạn, bạn té xuống, tất cả mọi người không ai dám tới gần tôi. Tại vì khi mà tôi con chim đó nó sẽ trở về, mình bằng cách là người ta nói nó sẽ đánh tôi ngay, nó sẽ mổ tôi ngay. Nhưng mà cái bạn diễn chung với tôi, bạn chim đó đó, bạn hiền. Mà tôi phải tâm sự như một người bạn, tôi phải để bạn lên. Xong tôi nói chim, chị xin lỗi chim nha chim, nãy chị tán em hơi mạnh. Nhưng mà thôi, tại đó là gia diễn của chị. Hai đứa tâm sự với nhau, cuối cùng là hai con chim chơi thân với nhau. Tại chị nói được tiếng chim với nó. Ủa vậy luôn hả? Cho nên khi cái con chim thông minh thì cái gì trong người mình nó sẽ linh hoạt nhất, đó là con mắt. Chị muốn nhìn thấy con mắt em nhiều hơn. Lúc mà em úp người lại em chưa ngửa ra chị không thấy. Nhưng mà chị thấy em chọn bộ đồ chị rất là thích. Tại bộ đồ này trong cái điệu nhảy này nó sẽ show ra được và nó sẽ che hết những khuyết điểm em có. Khi em tung thì tất cả cái áo nó tung lên, nó sẽ phá được khuyết điểm. Và kể cả một cái ông khó nhất trong cái làng nhảy múa này, ông Huy cũng không nhìn thấy cái cơ thể em nếu mà lắc không đều. Tại cái bộ đồ, chọn bộ đồ thông minh. Nhưng cái mắt của em á làm cho chị cảm thấy á, không có giống như có con chim Rio mà chị đã từng sống với nó mấy tháng trời. Chút sau tụi em làm hồi chị tưởng hai con chim non trên cành cây hót liêu lo mà sợ chú thợ săn bắn chết. Nó hơi chập chủng ha, cái như là hơi lạng chạng. Càng về sau sức mình càng đuối, lạng choạng làm cho mất đi đẹp từ đầu tới cuối. Và em có một cái giọng nói rất là chân thật mà người đàn ông thích nghe cái giọng thiệt thà như vậy. Cho nên cứ giữ cái giọng nói đó nghe. Em nói chuyện dễ thương lắm, chị thích giọng nói của em. Cảm ơn em. Cô giáo. À vậy hả? Phải cần một cái giọng nói ngọt ngào dễ thương với các em nhỏ mới nghe theo được. Đó là sư phạm mầm non, một cái nghề chị cũng rất là thích truyền lại và em có cách sư phạm. Cho nên khi em truyền lại nó hay, vô tình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta thấy là Mai Trang đã có được một bóp dáng mới, một cái gương mặt rất là nhỏ gọn. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho bạn. Xin mời điểm số từ giám khảo John Huy Trần. Chị hơi tiếc về cái phần cuối, nhưng mà mấy cái còn lại rất thích. 9 điểm. Mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Hồi nãy tôi không nhìn ra, bây giờ tôi nhìn ra Huy rồi. Tôi biết bạn này cũng là rất là siêu giỏi với dance sport, giỏi lắm lắm. Và giang múa nhiều. Nữa, múa dân gian là nhiều. Xuất sắc. Giỏi lắm, giỏi lắm. 9 điểm. Và giám khảo Việt Hương 8 điểm. Có vẻ số điểm hơi khiêm tốn. Và điểm trung bình của các bạn từ giám khảo là 8,7. Hy vọng bạn sẽ giảm cân được nhiều. Mời Mai Trang. Cân nặng cũ là 67,8 kg. Và cân nặng hiện tại là 65,5 kg. Bạn giảm được 2,3 kg và tương đương với 3,4%. Tổng điểm 12,1. Cũng rất là cao. Nhưng mà hiện nay số điểm này đang là số điểm thấp nhất. Cao nhất vẫn là Thái Sơn với 13,9 điểm. Chúng ta sẽ cùng xem lại chặng đường của Mai Trang trong 7 tuần qua để xem quá trình giảm cân của bạn ấy như thế nào. Thưa quý vị, cân nặng cũ 81 kg, cân nặng hiện tại là 65,5 kg, bạn đã giảm được 15,5 kg. Chúc mừng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục tiếp theo. Và đây là câu chuyện về quá trình hoàn thiện bản thân của một thí sinh, và đây là câu chuyện của chính bạn ấy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của Xuân Lộc ngay bây giờ. Bọn mình phải bắt đầu với một cái thử thách là đu xà đơn. Mình xung phong làm đầu tiên. Mình vừa đu lên mình không thể kéo cái thân mình lên nữa, thất bại. Mình đã quyết tâm phục thù bằng cái thử thách đu dây ngang, được đưa lên ở trạng thái trừ bất giới mà đang bị yêu quái bắt làm thịt. Tay không thể cử động được, ráng đi được vài bước thì té. Cái thử thách lấy nước mắt của mình đó là đu dây tử thần. Các anh kêu mình leo lên một cái bục cao. Mình luôn ở trạng thái là trì hoãn. Cho em chuẩn bị tinh thần. Em sợ quá, em sợ quá. Anh chịu không nổi nữa, kêu mình dính vào, đẩy xuống luôn. Và mình ở trạng thái rơi tự do. Tự nhiên mình rớt xuống một cái tẩm, cái chỗ rất là nông. Mình không bị thương tích gì hay không bị đau đớn gì, mà mình bị hoảng quá, khóc như em bé mới sinh. Mình còn nghe được tiếng
mọi người vừa dỗ mà vừa nín cười, từ khóc mà mình chuyển sang thành cười luôn. Chị Hải Anh đã chọn cho mình thể loại nhảy bachata. Mình phải là người nam dắt người nữ, hai người phải sát lại gần nhau và luôn có những cử chỉ tình cảm. Mình chưa có biết yêu nên khi mà mình sát lại gần chị Hải Anh cái mình bị ngại. Ơi, tuần này vô cùng mệt mỏi. Saltó y fue sin preguntar. Yo te besé, un hechizo fue amor. ¿Cómo pudo acabar? No me digas eso. Siempre te amaré. Nó nằm ở đây. Có phải bạn đã kiếm chiếc nhẫn hột xoàn trị giá mấy tỷ của Việt Hương không? Ủa thật? Trời ơi, okay. Trời ơi, lãng mạn quá. Ai dạ? Trời ơi, cưng hôn quý vị, một tràng vỗ tay nữa cho Xuân Lộc và Hải Anh thưa quý vị. Hai bạn quá cưng. Tôi nói trên đời này có nhiều cái con người nó ngộ lắm quý vị. Nhiều khi có những người chinh phục người khác bằng tài năng, có những người chinh phục người khác bằng cái kỹ thuật biểu diễn của mình, nhưng lại có những người chinh phục người khác chỉ đơn giản với một nụ cười đáng yêu như thế. Trong đó có tôi. Quá đáng yêu luôn Xuân Lộc. Và hôm nay Hải Anh em cực kỳ sexy, anh không rời mắt khỏi tụi em được. Quý vị cảm thấy tiết mục này hay nhất và được giám khảo bình chọn là nhất tuần thì quý vị hãy soạn BN khoảng cách 05 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn quý vị nhé. Chị Việt Hương thấy sao ạ? Hồi chị xí xoa quá. Dạ, với cái tiết mục của Thái Sơn và Phạm Lịch thì cái sự bắt mắt của tôi nó lại nghiêng hẳn qua Phạm Lịch. Và tôi lo, tại vì cô đó bật nơ giỏi quá sẽ ác chế đi cái bạn. Nhưng tới cái tiết mục của bạn Xuân Lộc à, phải không? Và Hải Anh, Hải Anh là không phải là dạng đáng gờm rồi, tại ta là huấn luyện viên mà, nhưng hoàn toàn thuyết phục chị bởi cái số lượng mỡ xa trên người của em đông đưa đều, thấy không? Nhìn cái tướng là muốn dẫn đi cắm trại. Tại vì em biết sao không, cái mặt của em á, thấy không, lúc mình nâng Hải Anh lên đã lắm, cái mắt thì nó không to hơn ai nhiều hết trơn, mà diễn diễn sâu á, chịu. Tất nhiên là kỹ thuật biểu diễn về cái con người giống như chị bây giờ ôm thêm bao gạo nhảy nữa giống như em vậy thì làm sao mà gọn thăng thắt. Có nhiều cái Hải Anh phải cú giá, thấy không, tự bà loàn xuống tự bà leo lên bà làm đủ trò biết hết đó. Nhưng người nghệ sĩ ăn nhau là cái gì? Cái thần thái bước lên sân khấu, cái mặt chịu, cái ánh mắt, mặc dù có một phân rưỡi à, không được hai phân vàng nữa, mà cái mắt hút hồn. Và thêm có một cái là cái mở xa của mình nhiều mà không có nhìn cho thấy ớn, giống như là mà cái gì vậy, thịt bò cũng lá lớp có mỡ chài ngoài đó, đẹp tuyệt vời, dễ thương. Nói chung là đây là chả đùm. Em là cái dòng mỡ ở ngoài đó, mỡ xa đó, đó được, chịu. Hợp lý, diễn tốt, mặt tốt, hợp lý, tình cảm, lấy nhau đi. Cái gì vậy trời. Mà quý vị biết không, ở trong hậu trường cưng lắm, lúc nào Hải Anh cũng dặn từng ly, từng tí, từng câu, từng chữ. Nghĩ như thế nào về người thầy này? Theo em cảm nhận, em là người may mắn nhất. Tại sao?
Vì em có được một người thầy giống như vậy. Giống như là chị là tất cả mọi thứ trong cái xung quanh cái khoảng thời gian mà khi em đang trong cuộc thi. Chị chăm lo cho em từng ly từng tí một luôn. Lần đầu tiên. Mà rồi sao mà thương người ta dữ vậy? Nó đáng yêu quá mà. Với Lộc thì em cảm giác em có một cái cảm tình rất là đặc biệt. Rồi hiểu ha. Trao cái nhẫn rồi đó. Bữa nào đặt thiệp đưa anh ha. Anh Hưng thấy sao anh? Tôi thấy một tiết mục rất là dễ thương. Cái nhạc hay mà chọn đúng bài á thì nó đi thẳng vào trong cái tim người ta. Toàn nghe bài hit mà ai cũng thích, giới trẻ nào cũng thích, mà được biến tấu lại trên một cái làn điệu khác, sexy hơn. Yeah. Bản thân cái nhạc, cái lãng mạn của nó đủ để người ta chỉ cần enjoy thế vậy thôi, không cần bưng quăng đùng cho này kia, nó phá vỡ cái không gian lãng mạn đó đi, uổng phí. Cái thứ hai là cái kỹ thuật và cái cách diễn của các bạn á, nó nhẹ nhàng và nó dễ thương, nó lướt hết tất cả những cái điều kia. Mặc dù cái kilo của cưng nhiều đó, nên là cái di chuyển của cưng nó không có thoát được, nhưng mà cái đó lại tạo ra một cái sự dễ thương rất riêng biệt của em. Cho tới giây phút này vẫn còn một mình em ục ịch đó, em sẽ là nổi bật nhất giữa đám đông. Tại vì bạn ấy bắt đầu bằng một khởi điểm là tới 100 mấy chục ký, thành thử ra tới ngày hôm nay bạn ấy còn như vậy là cũng là một cái quá trình phấn đấu khủng khiếp. Hôm nay anh Hưng thấy không, rõ ràng là nó bắt đầu nó bằng lại với nhau rồi, chứ lần trước là ra tới đây lần đó là coi như là cực khổ lắm ấy. John ơi, John thấy sao? Xuân Lộc, anh rất là ngạc nhiên với cái bài này. Tại vì anh thấy mỗi tuần em, mỗi lần em diễn em cũng bị một màu, dễ thương, đáng yêu. Đó không phải là một cái vấn đề, nhưng mà anh đang mong chờ một cái sự thay đổi. Và hôm nay trong cái bài này, lúc em nhảy bachata với Hải anh thấy một cái mới với em. Một cái sự... lột xác. Lột xác, đúng rồi. Đàn ông, manly. Bình thường mình thấy là dễ thương, hơi trẻ con, đúng không? Yeah, cái ánh mắt nhìn nhau thì rất là hiền và cười rất là hồn nhiên. Nhưng mà hôm nay cái nụ cười của em lúc em cười với chị Hải anh cảm nhận một cái gì hơi khác. Sâu hơn, thật hơn. Làm như tình yêu nó chín mùi để nó tới lúc nó phải vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Và cái bài này anh rất thích vì nó có nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Bachata bình thường mình phải gần nhau, đúng không? Và mình phải sống và... like wave và rock với nhau. Nhưng mà lúc tụi em chia ra, đứng kế bên nhau và làm mấy cái động tác chân, mấy cái footwork mình nói đó, đó là một cái mới luôn. Mấy cái động tác của em, mấy cái bước đi của em nó phát triển. Em làm anh ngạc nhiên, anh rất là không biết nói gì nữa. Mà wow again, just wow. Tuần này nhiều bài hay anh. Wow hả? Nhiều bài hay tuần này nè. Cảm ơn John. Và đúng như John nói, thưa quý vị, hôm nay nhìn Xuân Lộc rất là bản lĩnh, rất là đàn ông, mặc dù là vẫn có cái sự đáng yêu riêng của bạn ấy, nhưng mà bên trong đó là cả một sự vững chãi. Ít ra người ta thấy là bờ vai này có thể dựa vào. Đấy, hôm nay nhìn như đại gia vậy đó. Cưng ơi là cưng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem điểm nhé. Giám khảo Việt Hương. Xuân Lộc, trả đùm của chị. Trời ơi, 10. Oh my god. Anh Hưng có trả đùm. Giờ không biết lá lớp như thế nào. Có thể anh cần một thêm một cái nữa để cho anh quà hơn nữa. Rồi anh nghĩ là anh không có chọn sai, anh có lý do. 9 điểm là trái đùm của chị Hương, nhưng anh Hưng thì chắc là mới hoành thánh xíu mại thôi. Còn Huy, bạn ấy sẽ là gì đây? Nguyên một xưởng luôn. Come on. 10. 3 phát em của nhiệt cuối cùng với John Huy, em là bánh bao thập cẩm. Xuất sắc thưa quý vị. 2 con 10, 1 con 9 và điểm trung bình từ giám khảo là 9,7. Chúc mừng em. Mời em bước nhẹ lên cân. Cân nặng cũ là 98,8 ký và cân nặng hiện tại là 95,8 ký. Bạn xuống được 3 cân, tương đương với 3%. Tổng điểm của bạn là 12,7. Xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và hiện nay số điểm thấp nhất vẫn là Mai Trang với 12,1 và số điểm cao nhất là bạn Thái Sơn với 13,9. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ theo dõi quá trình giảm cân của Xuân Lộc qua 7 tuần. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến,
Cân nặng ban đầu 120kg 3. Cân nặng hiện tại là 95kg 8. Và bạn giảm được đến 24,5kg thưa quý vị. Là chỉ số giảm cân cao nhất trong tất cả các thí sinh. Và rõ ràng là bạn ấy, quý vị thấy là hiện nay là cái phần ngực và phần bụng thuyên giảm đáng kể. Đó là một sự phấn đấu không ngừng của Xuân Lộc. Chúc mừng em. Quý vị và các bạn thân mến, và hiện nay chỉ còn hai thí sinh cuối cùng. Và họ cũng là hai thí sinh có chỉ số giảm cân thấp nhất tuần này. Đó là Nga Nguyễn và Ngọc Khánh. Ai sẽ là người giảm cân thấp nhất đây? Chúng ta chờ xem sau vài phút giải lao quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Trước khi đến với phần trình diễn tiếp theo thì Thành xin được hỏi chị Hương, từ nãy giờ chúng ta trò chuyện vui thôi đúng không? Bây giờ hỏi nghiêm túc nè. Dĩ nhiên ai cũng biết nghệ sĩ hài của chúng ta bình thường là mang tới tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà chắc chắn là đằng sau cái ánh hào quang đó, khi mình bước về nhà, lúc nào chúng ta cũng buồn nhiều hơn người ta hết trơn á. Thì chị có cái kỷ niệm nào như thế không? Chị có thể chia sẻ với mọi người được không? Chắc Hương nghĩ là mình sẽ đối nghịch với từ sân khấu bước ra. Chỉ cần Hương bước ra khỏi đây là tính cách Hương nó đã khác rồi. Ví dụ gặp bạn bè, gặp anh chị thì Hương lúc nào cũng hoạt náo cho vui vẻ. Nhưng mà về nhà, cái người làm cho Hương vui là ông xã của Hương. Và Hương có một cái dạy từ thời ông của Hương, đó là gọn gàng tới mức nếu mà mình có lỡ đuôi đó thì mình tới đó mình bóc nó cũng trúng nữa. Có nghĩa là đồ đạc ngay ngắn. Mà một trong những cách Hương giảm cân đó, Hương nghĩ là đó là Hương thích dọn nhà. Khi mà Hương buồn thì Hương lao chọn mình làm gì, suy nghĩ được nhiều thứ và sẽ mình vượt qua bằng cái cách mình làm một cái việc khác. Từ nhỏ lớn má nói Hương là người chà toilet sạch nhất. Suy nghĩ sự đời cái chà toilet sạch bóng à. Vâng, thưa quý vị, Thành có một cái dịp mà được sang Mỹ lưu diễn thì cũng ở nhờ nhà chị Việt Hương, xác nhận là thông tin này đúng. Cái nhân vật này quý vị thấy là ở ngoài có vẻ là phàng âm lượng đồ rất là dữ sợ. Nhưng mà thực sự ở nhà đó là một người phụ nữ rất là hiền dịu, nhẹ nhàng, sáng nhẹ nhàng pha một cốc cà phê trà sữa đẩy cho chồng uống, đứng nhìn chồng con uống, mặt rạng người tươi sáng, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện rồi đi lên ngủ vậy thôi đó. Mọi thứ ngăn nắp đâu như đó trơn trời. Thảo nào ông xã không yêu. Con cái tính này tính xấu nè. Mới tính gì không quý vị? Có nhiêu tiền để dành hết trơn rồi, không có xài. Có nhiêu tiền gói đẩy vô hầm hết trơn vậy đó. Thương chồng lắm. Vậy thì có một người đàn ông mà sở hữu được một người như Việt Hương, duyên dáng, dễ thương, biết tiết kiệm, chăm lo việc nhà, còn gì bằng nữa. Hoài Phương anh là số 1 rồi. Cảm ơn chương trình Bước Nhảy ngày hôm nay. Ngoài anh Đàm Vĩnh Hưng mà Trấn Thành còn hai người đều tung hô á. Rất là cảm ơn chương trình đã mời em tới đây. Không sao đâu chị, cuối giờ thì John Huy sẽ kéo chị xuống. Dạ. Chắc anh Huy không nói lại mình đâu. Dạ. Vâng thưa quý vị, những câu chuyện chia sẻ bên lề của những người đã mang tiếng cười đến cho nhiều người khác, nhưng mà đằng sau đó họ cũng sẽ có những cái góc riêng của mình. Và câu chuyện của thí sinh sau đây cũng về một cái nỗi buồn của vua hài. Anh ta sẽ hóa thân thành vua hài Sắc Lô. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phần trình diễn của Ngọc Khánh. Đã là thao trường thì rất là cực khổ và rất là nặng nhọc. Cái khó khăn nhất đó chính là màn đu dây. Cái sức bật của người rất là khó và rất là nặng nề, nên thành ra là mình đu, mình lên được một bậc, hai bậc. Cái bậc thứ ba mình không thể nào mình lên nữa. Chuyển qua cái thử thách vượt hàng rào kẽm gai. Cái người mình rất là dày, kẽm gai thì nó rất là thấp. Lúc mà bò thì cứ cố gắng áp sát mặt đất càng nhiều càng tốt. Phía dưới rất là nhiều kiến lửa, mình thấy là mình muốn bò thật nhanh, bò qua hết quãng đường cho xong và thoát khỏi cái thử thách này. Và tuần trước Khánh có điểm số về giảm cân thì rất là thấp, nên là cả Khánh và Mến đều rất là buồn. Nên tuần này chị Mến đã cùng Khánh tập luyện và hối thúc Khánh rất là nhiều trong việc giảm cân. Và khi mà không có chị Mến thì Khánh cũng tự bản thân mình làm thật tốt cái việc giảm cân cũng như là việc tập thể lực của mình. Tuần này thì Khánh rất là mong muốn là bài nhảy của mình sẽ tốt như những tuần trước, và cái phần giảm cân của Khánh sẽ là tốt nhất từ trước đến giờ để mà không phụ lòng của chị Mến cũng như là của tất cả mọi người. Wow.
feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got to hear. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Sugar and spice. Không sao đâu cưng, trời đất ơi, đài cát quá. Không sao, anh ấy sẽ về hốt em thôi. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến nha quý vị. Một câu chuyện, nó giống như một câu chuyện đi từ quá khứ ra đấy ạ. Rất là đẹp và rất là đáng yêu. Chị Hương như thế sao ạ? Đây là một trong những nhân vật mà tôi nghĩ thế giới công nhận. Ông là ông vua cổ cái ngành diễn của chúng tôi luôn. Cho nên là mình đã đặt họ rất là cao. Tại ai mà giả lại họ là tự nhiên có một cái áp lực rất lớn đối với em. Nếu mà em làm công ra ghét em luôn. Tại vì tôi mê tôi tưởng tượng rồi. Trời, thích Đàm Vĩnh Hưng quá, tự nhiên có thằng Đàm Vĩnh Hùng nổi điên. Không chịu. Nhưng hai người sạc lô trong người em ráp lại. Cái ông vua đó ổng chỉ bằng nửa người em thôi. Hai ông kẹp lại để mà nhảy. Thì việc trước tiên đặc trưng của cái ông này đó là cái gì? Đó là cái cặp chân của ổng. Mở màn ra Quỳnh Mến đứng bên kia một mình em làm. Tôi lo lắng vô cùng. Nếu như mà em làm không được một chút xíu đó thôi là tôi ghét, tôi không thèm coi nữa. Nhưng thành công hợp lý với số lượng. Hai ông kẹp một. Tại ông kia ổng là hai hình thể. Ổng không có nói một lời nào trơn trọi. Mà coi đã thấm cười lăn lộn thế giới công nhận. Thì bây giờ cặp hai ông như một bộ nhảy như thế nào, làm như thế nào, chân cẳng như thế nào, coi được không? Được. Hớp hồn, hợp lý, chảnh chẹ, kêu xa dục như một bãi, bỏ đi ra đây chịu luôn. Vàng giận dễ thương, cú vớt cuộc đời em. Kỹ thuật dở ẹt nhưng tất cả tôi đã nói rồi, thiệt, lên sân khấu đó là do cái hên xui. Tự nhiên nãy tập nhà dở dễ sợ, lên khấu nhà vỗ tay cái bùng phát phóng lên nóc nhà diễn hay ho vô cùng. Thì đây thầy của em chắc cũng chửi banh xác rồi, nhưng lên đây khán giả không khí âm thanh ánh sáng nhạc lên, trời ơi, thấy bà Diệp Hương bằng bộ đỏ chét sợ quá, làm ngon lành cành đào xuất sắc, gửi ngàn đúng không? Xuất sắc chưa quý vị thấy không? 1.300 chữ trong vòng một phút. Tự tạo ra tình huống, rồi tự phá vỡ, rồi tự nói, rồi nhưng, rồi lại nói, rồi lại lật tiếp miếng thịt bò. Sau đó lại nhưng, được, lật lại ăn tiếp. Khủng khiếp thiệt. Chỉ có thể là Diệp Hương. Đúng vậy, công nhận. Hay quá, ban tổ chức thật là sáng suốt. Khi mà mời Việt Hương đến đây, không khí khác hẳn luôn, náo động. Hai tôi đứng hình luôn. Hai đứa nhìn ra ngoài luôn, right? Công nhận, Hương nói xuất sắc thiệt, nói hay quá luôn, thuyết phục. Tới phần của anh đó, nói luôn nha. Nhưng không có nhưng. Lần nào Huỳnh Mến cũng thích chơi trò mạo hiểm, có luôn có những cái động tác và những cái tổ hợp rất là thách thức và nó gây gọi là hồi hộp, lo lắng cho giám khảo cũng như là khán giả, thậm chí cả cơ thể của em cũng vậy nữa. Sự bảo đảm an toàn nhất cơ thể của em cũng bất chấp luôn. Em thường xuyên là bay và ném người mình vào trong thí sinh, và thí sinh không giỏi là đi luôn một cặp. Cái niềm tin em đặt để và em đã huấn luyện như thế nào thì mới dám chơi tới mức như vậy. Tuy nhiên cái bài tuần này nè nó không có đã thiệt đã như bài tuần trước, chứ còn mọi thứ kỹ thuật Khánh làm tốt ổn. Nhưng riêng cái bài này thì anh cần bùng, cần một cái sự bùng nổ lớn hơn nữa. Đó là lời góp ý của anh. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh Trang Huy Trần. Xem thì đúng, đây là một cái bài rất là thú vị về cái câu chuyện và cái phần lúc Ngọc Khánh solo.
cái phần đầu đó, khi khách em diễn rất là ấn tượng về cái phần diễn của em. Sau đó lúc mình vô cái phần nhảy với nhau và em giữ cái nhân vật sạc lô, đúng không? Cái đó là nó rất là quan trọng nhưng mà nó cũng hơi nguy hiểm. Tại nếu mà em tập trung nhiều quá về cái nhân vật của em đó thì có thể em mất tập trung một chút xíu về cái động tác. Và em đang nhảy với Huỳnh Mến là mấy cái động tác Huỳnh Mến, nếu mà Huỳnh Mến làm 50% nó cũng rất là đẹp. Em hiểu không? Thì trong cái bài này chị Mến đang nhảy 100%, luôn luôn 100% thì em phải up nhiều hơn nữa. Thì ở đây là tới, nhưng mà ở đây chưa tới. Nhưng trong cái phần diễn, cái sự vui vẻ thì rất có. Nhưng mà tuần này anh cần thêm nha. Có nghĩa là bây giờ là phần trình diễn của em này được đánh giá cao từ cổ trở lên. Từ cổ trở xuống thì nó còn phải hoàn thiện nhiều hơn. Và bây giờ quan trọng hơn hết á là cái sự thiện cảm nữa. Tôi thấy có cái chi tiết là bạn làm được cái chiêu mà đưa Mến qua đây nè. Nếu như mà cao mà gầy á thì ta đưa nó dễ, nó đưa cái chân nó đỡ. Còn cái chân này, cái không gian này với cái chiếc quần này không có thun nha quý vị. Đưa mà không khéo chúng ta sẽ nghe một âm thanh quen thuộc. Nhưng bạn ấy đã làm thành công. Đó cũng là một cái điều rất là đáng khen, rất là nhiều những động tác tốt. Nhưng mà hy vọng là bạn sẽ nhận những lời góp ý của giám khảo để hoàn thiện hơn trong những tuần sau. Và nếu như quý vị và các bạn cho là tiết mục này sẽ được yêu thích nhất tuần, hãy bình chọn BN khoảng cách 06 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Chúng ta sẽ giữ lại điểm của giám khảo và mời Ngọc Khánh bước về bàn cân. Cân nặng cũ là 67,8kg và cân nặng hiện tại là 90,7kg. Bạn xuống được 2,7 kg, tương đương với 2,9%. Chúng ta hãy cùng theo dõi quá trình giảm cân của Ngọc Khánh xuyên suốt 7 tuần quý vị nhé. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu là 111kg. Cân nặng hiện tại là 90,7kg. Tổng số lượng cân nặng được giảm là 20,3kg. Chúc mừng em. Đây là một năm mà các thí sinh phải nói là rất là thành công trong cái quá trình giảm cân. Các bạn ấy hầu như là sau 7 tuần là giảm được ít nhất là phải là 15 cân trở lên, cho đến 20 cân. Và thưa quý vị, đây là câu chuyện cuối cùng mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị. Tiết mục này là một tiết mục sẽ mang chúng ta về ký ức của một thời Sài Gòn, những năm nhạc tua phát triển. Và bây giờ điệu disco sẽ vang lên với thí sinh cuối cùng, Nga Nguyễn. Nga chưa bao giờ đu dây, tham gia vào cái hoạt động này thì Nga mới thực sự hiểu rằng là cái sức nặng của mình nó kinh khủng mức nào. Bạn bắt hoàn toàn cả hai chân hai tay lên cái dây ngang và phải bò qua đó giống như kiểu người ta treo một con bê để người ta nướng ấy. Nga chỉ đi được khoảng hơn 2 mét gì đó thì Nga lại bị rơi xuống một lần. Cái phần thử thách chạy vượt địa hình khác nhau, Nga đã lấy cho mình một cái mốc là 1 phút 20 giây. Khi Nga hoàn thành chướng ngại vật đấy của mình là 1 phút 18 giây thì Nga thực sự rất là vui. Trải qua 3 vòng chạy, Nga đã phát hiện ra sức bền Nga có. Tuy nhiên để mà bứt phá mà để kết thúc chặng đua, Nga chưa làm được. Đến cái phần chạy nước rút để về đích, hai chân hai tay Nga bắt đầu rũ ra. Và đó cũng là một cái lỗi mà Nga thường gặp khi mà tham gia các cái bài nhảy của mình trên sân khấu. Lần đầu tiên trong đời mà Nga nghĩ rằng Nga đủ điên để vượt qua một bức tường cao 2m2. Thì lúc mà vượt qua tường thì Nga cố gắng làm sao leo thật nhanh. Mọi người ôm nhau nhảy vòng tròn, sau đó là Nga vật ra đất, hai chân thì run bần bật. Bù lại thì ai cũng thấy rất là vui vẻ, rất là đã. Nga vẫn còn khoảng hơn 10kg mỡ cơ. Vẫn cái phương pháp mà Nga đang áp dụng, Nga sẽ tăng cái tường độ tập luyện lên, giảm được tương đương với số cân nặng của tuần trước, đảm bảo được cái điểm số cân nặng của Nga. Trong cái phần tập nhảy với Hải ấy, hai người có chưa hiểu ý nhau, làm ra là những cái phần mà bê đỡ ấy vẫn chưa được mượt mà. Bọn Nga sẽ phải tập với nhau nhiều hơn nữa. Trong lần social dance này, Nga muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng Nga có thể biến hình.
xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh cuối cùng của chúng ta, Nga Nguyễn và Duy Hải. Phải nói là một cái phần biểu diễn mà rất là lo lắng cho các bạn, nhưng mà không sao, cuối cùng là cũng đã đáp cánh an toàn. Dạ, xin mời John. Cười cái này, cười cái này. Tại anh cũng lo lắng. Ừ, đó, bắt đầu bây giờ mắc cười nè. Lo lắng trong cái bài này. À, xin lỗi, rất là xin lỗi, cái bài bây giờ cười là không đúng. Another one. Xin mời phía áo đỏ. Hãy làm gì anh cười? Cái cảm giác cười của anh là không tốt nha. Rất là nguy hiểm và căng. Vì đây là cái... em là cái tiết mục và thí sinh cuối cùng. Chắc chắn mình biết cái bài của mình phải hay. Thì cái phần đầu, lúc tụi em mới xuất hiện và nhảy disco thì anh rất thích. Rất rất thích. Và sau đó cái phần tiếp theo, lúc Nga Nguyễn kéo cái tay của Hải và làm mấy cái sạc chân, đúng không? Cái đó rất đẹp. Nhưng mà trong cái suy nghĩ của anh là tại sao mình đang làm cái đó? Và sau đó em bưng bê Hải. Xong anh cũng là, ồ, một lần nữa, tại sao mình đang tập trung về Hải nhiều quá? And then sau đó cái bài nó bắt đầu nó rất là disco. Xong tiếp theo nó không tốt. Và gặp một cái like, trượt và té và nhiều cái mình không muốn xảy ra trong một cái tiết mục mới xảy ra trong cái bài này. Và anh cười tại vì anh rất là trân trọng cái khách chuyên nghiệp của tụi em. Anh đang thiếu bây giờ cái khách chuyên nghiệp đó. Là tụi em từ đầu đến cuối cái tiết mục tụi em cũng hết sức, hết mình, cười tươi. Và cuối cùng tụi em làm xong cái bài nha. Xin lỗi tụi em. Xin mời chị Việt Hương. Trong đây tôi nghĩ các bạn bận phục trang. Tôi nghĩ đây là thập niên 70. Nhưng mà vô tình tôi nghĩ trong khán phòng này, để cái lứa tuổi mà ngày xưa đi vũ trường năm 1980 mấy, 90 mấy, tôi nghĩ rất là hiếm. Thời đó tôi rất là nhỏ, tôi được đi vô trong vũ trường tôi hát. Và các bạn nên nhớ là một khi các bạn đem là phải đúng. Tại vì tôi nghĩ hai bạn tuổi còn rất nhỏ, với cái kiểu các bạn không cần kỹ thuật nhiều, nhưng các bạn phải làm đúng thời điểm đó. Còn không đừng đi nhảy là phải đúng cái thời đó, ghét ra nhảy. Và các bạn hãy nhớ là cái thời đó là cái thời hầu như giấu một cái sự lén lút nhảy. Và chúng tôi khi tôi hát, chúng hát trong cái ba nhỏ xíu rồi, chứ không được như khán phòng này. Tôi xin phép gửi cái đôi dài ra tại chiều cao tôi thế giới công nhận rồi, tôi không cần gì phải lẹp. Và tôi tính lại, và nếu các bạn nhiều kỹ thuật quá thì bạn nữ phải giúp bạn nam, chứ bạn nam làm sao mà bưng bê nổi. Bỏ bớt kỹ thuật và chúng ta phải làm sao mà tôi cảm thấy thập niên 70, 80, 90 nhảy xấu, tàn bạo vô nhân đạo, nhảy không có dính dáng gì tới xã hội trơn, nhảy bất chấp nhạc disco. Mang thái độ. Cùng thái độ. Và khi tôi nghe cái điệu nhảy disco năm 2000 đó, tôi chờ đợi lắm. Tôi đã tên vấn mà tôi chờ lên các bạn. Để chi? Tôi coi cái thái độ, cái mặt của các bạn làm gì. Mặt cái mặt nhảy xấu ơi là xấu. Mặt nhảy. Mặt nhảy dữ dội, xấu tàn những bún chặt chặt. Quần muslin thì nó mới ra. Còn các bạn cho kỹ thuật vô quá nhiều. Làm hồi không ra mà tự nhiên lo. Mà khi đi thi cho người ta cái cảm giác người ta lo hoài. Tao quên hết trơn. Hãy nhớ là làm cái gì thoải mái nhẹ nhàng mình có thể làm được. Nhưng nữa, nói một hồi nữa hại trời mà cũng còn nhân nữa. Với Việt Hương 4 mấy ký nó khác, và chị sống ở thời đó nó khác. Với cái này làm sao mà bưng được. Và tôi lên đây tôi chỉ nhảy chơi thôi mà tôi thở dày. Thì các bạn nghĩ số lượng mỡ dày thì làm sao mà dễ dàng lọt qua nổi. Mà bạn nó lọt qua là bạn nó quá hay rồi. Chỉ có thiếu cái gì mình lên mình giảm giá thêm cho các bạn biết về cái thời đó. Tại các bạn đâu có sống thời đó đâu, các bạn biết. Lâu lâu xà ra cái làm bất chấp lắm, cho nên cái mặt phải thiệt là nhiều. Nhảy dứt khoát cái động tác xấu nhưng mà nó cho nó ra. Hiểu không? Phải búng sang khớp làm chát 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 là tôi vỗ liền. Chờ đợi các bạn quá. Cho nên là vẫn phải rất yêu em một cái thân hình mà từ dưới lên ông cho ông cười quá trời. Ốm nhách, mỏng dám, y như là cái que mà cắm vô củ khoai lang vậy đó. Cảm ơn giám khảo Việt Hương. Trời ơi, tôi nói chưa có thấy một giám khảo nào mà phóng lên bất chấp đầm xòe, xả luôn đôi guốc. Vỗ tay, Việt Hương.
Hay quá Hương ơi. Anh Đàm Vĩnh Hưng anh thấy sao ạ? Đúng như vì Hương nói, những ca khúc này một thời cả thế giới phải hát theo. Cho nên đây là một cái lợi thế cho tụi em. Và tụi em đã tính được trang phục như thế. Có quá nhiều những lợi thế luôn. Nhưng mà cái bài dựng á, nó hơi uổng một chút. Thảm dựng bebop luôn, nhảy múa đô luôn thì nó sẽ ra cái kiểu funny, là vui, là tổ chức, là social. Nếu mà đem 10 người lên thì nhảy sẽ thấy hoàn toàn hợp lý. Những động tác đó là đã tập thể. Còn hai người chỉ cần muốn nhảy đôi, dance thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều, hoặc té hoặc là có những cái gì đó nó hay hơn. Và bây giờ thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn dự đoán tiết mục này sẽ được giám khảo bình chọn là tốt nhất tuần, chúng ta soạn BN khoảng cách 07 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Và điểm số của giám khảo cũng sẽ được giữ lại cho đến cuối giờ. Mời bạn lên cân. Cân nặng cũ là 71,7kg và cân nặng hiện tại là 71kg. Bạn giảm được chỉ có 7 lạng thôi, tương đương với 1%. Đây là một chỉ số giảm cân hơi bị thấp so với tuần thứ 7. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái phép màu xảy ra với bạn. Chúng ta đến với câu chuyện giảm cân trong suốt 7 tuần của Nga Nguyễn nhé. Thưa quý vị, cân nặng cũ của bạn đến với cuộc thi là 88kg, cân nặng hiện tại là 71kg và bạn giảm được 17kg. Chúc mừng em đã có một cái diện mạo mới rất là xinh đẹp. Chúc mừng Nga Nguyễn. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua 7 phần dự thi của các bạn thí sinh và hiện nay hai thí sinh chưa có điểm từ giám khảo, đó là Nga Nguyễn và thí sinh Ngọc Khánh. Và thí sinh có điểm số thấp nhất tính đến thời điểm hiện giờ là thí sinh Mai Trang với 12,1 điểm. Chúng tôi mời ba bạn trở lại sân khấu. Thưa quý vị, điểm giảm cân của Ngọc Khánh hiện nay là 2,9 và Nga Nguyễn là 1. Chúng ta sẽ đến với điểm số dành cho Ngọc Khánh trước. Xin mời giám khảo Việt Hương. 10 điểm. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. Điểm trung bình từ giám khảo của bạn là 9 điểm. Và tổng điểm của bạn có được là 11,9 điểm. Thấp hơn Mai Trang 12,1. Chúc mừng Mai Trang an toàn. Mời bạn về chỗ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số dành cho Nga Nguyễn. Mời giám khảo Việt Hương. 9 điểm. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. 7 điểm. Điểm trung bình của giám khảo là 8 điểm. Cộng với 1, tổng điểm của bạn là 9 điểm. Và điểm 9 này là điểm số thấp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi rất tiếc phải chia tay với Nga Nguyễn trong tuần lễ này. Xin được chúc mừng Ngọc Khánh. Hãy lắng nghe những lời chia sẻ của Nga Nguyễn. Mời em. Thực sự thì giây phút này khi mà đang đứng ở đây, em xin chân thành gửi đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là ban giám khảo, anh Hưng, anh John, và đặc biệt hôm nay có sự có mặt của chị Việt Hương. Trong suốt 7 tuần vừa qua, em đã trải qua rất nhiều những cái thử thách và em luôn nhận được một cái sự ủng hộ và đánh giá cũng như là sự động viên rất là lớn từ ban giám khảo cũng như tất cả mọi người. Và cho đến ngày hôm nay em đã giảm được 17kg. Mình không thể có bạn trai, không thể lập gia đình và sinh con như những người khác. Thật chính vì thế mà mình tham gia cái cuộc chơi này với một mục đích là mình sẽ thay đổi cuộc đời mình. Bạn có biết không, bạn như một ngôi sao vậy đó. Và cái đỉnh điểm là khi em cắn cái môi của em. Môi. Đó. Yeah. Ôi trời ơi. Em đang thắc mắc nè, chị có nên thi tiếp nữa hay không? Bởi vì chị không cần giảm cân, chị cũng đủ quyến rũ rồi chị ơi. Khi mà chấp nhận té, chấp nhận quăng, chấp nhận bị tát, chấp nhận mọi thứ đau thương,
chỉ đợi ở đấy 3 phút thăng hoa để khán giả vỗ tay. Đúng là hy sinh về nghệ thuật. Dừng cuộc chơi ở đây, tuy nhiên em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ trở về làm một người bình thường. Có thể hôm nay là một buổi diễn không tốt, nhưng cảm ơn ban giám khảo. Và đặc biệt nữa là bạn nhảy của em Duy Hải, một người đã cùng thở chung nhịp thở với em trong suốt những tháng ngày qua và giúp đỡ em rất là nhiều. Mặc dù là bọn em rất là hay cãi nhau. Cảm ơn Hải rất là nhiều vì đã bên cạnh chị. Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và luôn dõi theo Nga Nguyễn. Xin chúc tất cả luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc, an nhiên. Và nếu như có thể, hãy sống hết mình cho những giây phút ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thật của Nga Nguyễn. Và Thành cũng sẽ được chúc cho bạn sẽ tiếp tục giảm cân thành công hơn nữa, để bạn sẽ có được một vóc dáng như bạn đã từng mơ ước. Và cũng như bạn đã chia sẻ là bạn chưa bao giờ yêu được một người nào đó mà gọi là đúng nghĩa là một mối tình. Thành hy vọng là bạn sẽ sớm tìm được một người phù hợp với mình và mang cho bạn được thật nhiều cảm xúc nhé. Chúc bạn niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã chia sẻ 7 tuần thật sự là ấn tượng trong bước nhảy ngàn cân năm nay. Cảm ơn bạn đã đến với cuộc thi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình của chúng tôi sẽ được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau trên VTV3. Xin chào tạm biệt quý vị. Thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.